Sau anh đi thôi mình nha. Lê Anh Vũ xin kính chào tất cả quý vị khán giả cũng như quý vị thân hữu fan của nghệ sĩ Anh Vũ. Hôm nay là ngày viếng Anh Vũ tại An Lạc Funeral Service ở West Garden Grove. Thì sẵn đây thay mặt cho gia đình cũng như người bạn của Leon là nghệ sĩ hài Anh Vũ, cảm ơn trung tâm Thúy Nga đã tặng cho anh Vũ một cái vòng hoa rất là đẹp. Và cùng với trung tâm Thúy Nga thì giờ anh biết cũng có gia đình nghệ sĩ hải ngoại cũng có tặng cho anh Vũ một vòng hoa. Và sẵn đứng ở đây thì Leo Anh cũng cảm ơn anh Chính Chu, nghệ sĩ Hà Phương rất là nhiều, đã có lòng giúp cho Leo Anh đưa anh Vũ về Việt Nam thuận tiện hơn về cái chi phí, đặc biệt là một được vài đồng hồ ở An Lạc Funeral Service. Cảm ơn Hà Phương cũng như Chính Chu rất là nhiều. Và sẵn đây thì cảm ơn quý vị cũng như fan của hài anh Vũ, đặc biệt là quý vị ơi, Leon cũng muốn cho quý vị biết là nếu quý vị muốn có một chút xíu gì mà không hay về hình hài của anh Vũ thì xin quý vị lấy xuống giùm, bởi vì có nhiều lúc thì chưa có thi thể của anh Vũ chưa có ready để cho quý vị viếng thăm, thì đã được lên mạng và tung lên mạng những cái hình ảnh mà gia đình không có chấp thuận đó. Quý vị mong quý vị lấy xuống giùm cho Leon, cũng như Leon hứa sẽ cập nhật những tin tức quan trọng và những tấm hình mà có thể nói là đẹp nhất về nghệ sĩ anh Vũ lúc mà còn sinh thời hay là hiện tại đang nằm trong quan tài để chuẩn bị về Việt Nam. Không có gì hơn thay mặt cho gia đình cũng như người ủy quyền cho anh Vũ ở tại USA, cảm ơn tất cả quý vị cũng như cảm ơn nhà hoàng An Lạc rất nhiều.